Nằm về phía tây của tỉnh An Giang, Tri Tôn là huyện miền núi biên giới có nhiều dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn và nhiều tôn giáo bản địa. Tri Tôn còn là vùng căn cứ cách mạng kiên cường qua các thời kỳ chống Pháp và Mỹ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp mở đất và giữ đất của vùng Tây Nam Bộ. Theo một số tư liệu lịch sử, vào đầu thế kỷ thứ 17, Tri Tôn vẫn còn là vùng đất hoang vu, mịt mù cây rừng, thú dữ. Nhà văn Sơn Nam đã từng viết: ở Tượng Sơn rừng xanh rậm rạp, hoặc ở núi Nam Vi ngọn núi cao dốc, hổ báo hươu nai nhẫn nhơ ra vào ở nơi cỏ ngon suối ngọt. Cũng trong thời gian này, nhiều lớp cư dân phần lớn là ở vùng Thuận Quảng đã vào Nam khẩn quan vùng đất mới. Năm 1824, sau khi con kênh Vĩnh Tế do Thoại Ngọc Hầu đốc xuất thi công được hoàn thành, nối Châu Đốc qua vùng núi non Tịnh Biên Tri Tôn đến tận Hà Tiên cũng là lúc nhiều thôn làng cặp hai bên bờ kênh được thành lập, mở ra một bước phát triển mới cho vùng đất này, trong đó có Tri Tôn. Cái đầu thế kỷ 19, cái mốc này là cái mốc mà nhà Nguyễn ổng đẩy mạnh cái khai quang phụ hóa ở cái vùng đất phía Nam. Thì lúc này thì dân cư nó nhiều hơn, các nơi tập hợp về, ví dụ như là ở miền Trung cũng vào đây, người qua cũng vào đây để mà khai quang phụ hóa. Dần dần thì hình thành được cái nhiều cái thôn, cái làng. Và đặc biệt nữa là vào cho đến năm 1836 thì ở cái vùng mà sau khi đầu kinh Vĩnh Tế được một thời gian đó, thì từ Hà Tiên cho tới Châu Đốc là cặp với bờ kinh Vĩnh Tế này thì nếu mà tính ra thì khoảng được là khoảng là 40 là thôn làng. Đây là cái cơ sở để mà sau này cho đến 3 năm sau là 1839 đó, thì chính quyền thời đó là thành lập cái phủ tỉnh biên. Phủ tỉnh biên là thuộc tỉnh Hà Tiên. Thì trong đó nó có hai huyện, Hà Dương, Hà Âm. Thì thời gian này là cái mốc mà vùng đất Tri Tôn này được là chính quyền thời đó là đặt thành là một cái thôn cũng như là thuộc cái huyện Hà Dương của phủ tỉnh biên thuộc tỉnh Hà Tiên. Lịch sử hình thành vùng đất Tri Tôn được ghi nhận vào năm 1839. Sách Địa chí An Giang xuất bản năm 2013 có ghi: năm 1839, Tri Tôn thuộc huyện Hà Dương, phủ tỉnh biên tỉnh Hà Tiên. Đến năm 1842, nhập phủ tỉnh biên vào tỉnh An Giang, từ đó Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang. Trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Tri Tôn là căn cứ cách mạng kiên cường của tỉnh ủy, với nhiều trận đánh oanh liệt đã đi vào lịch sử, mà nổi bật nhất là trận tiến công tại cầu sắt Vĩnh Thông vào tháng 6 năm 1949 và trận đánh 128 ngày đêm tại đồi Tước Dục vào năm 1969. Khi nói về lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân Tri Tôn thì rất là oai hùng, oanh liệt. Như là trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chúng ta thấy có một cái trận chiến thắng của cầu sắt Vĩnh Thông. Chiến thắng này đã là gây lên tiếng gian dội và diệt trên 300 tên lính Âu Phi. Thì chúng ta thấy rằng là cái chiến thắng này là hiện nay địa phương cũng đang chuẩn bị tổ chức, đặc biệt là ngày 10 tháng 6 sắp tới là sẽ tổ chức kỷ niệm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông 70 năm để mà ghi lại công lao của những người đi trước, giáo dục cho thế hệ trẻ. Rồi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì chúng ta thấy là ở đây có hai cái căn cứ rất là lớn, quan trọng. Vị trí chiến lược của cả miền Tây Nam Bộ đó là đồi Tước Dục, Ô Tại Sóc. Đồi Tước Dục thì được mệnh danh là cái đồi 2 triệu đô la. Nhưng là kháng chiến Tước Dục cũng lừng lẫy Nam Châu, chiến thắng cái đặc biệt là cái trận cao điểm là một cái trận 128 ngày đêm từ ngày 18 tháng 11 năm 1968 cho đến ngày 25 tháng 3 năm 1969 thì cũng được là quân khu được Bộ Tư lệnh miền tặng cho Tước Dục 8 chữ vàng: kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô. Song song đó thì cũng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì cái căn cứ Ô Tại Sóc cũng rất là quan trọng.
vị trí trong mẻ núi, căn cứ của tỉnh ủy đóng quân ở đây để mà duy trì lực lượng bám trụ và bám đất, là ngăn cản những cái đường là tấn công từ bảy núi này đến vùng là thành phố tỉnh lỵ. Hai cái chiến tích này, hai cái vị trí này thì hiện nay cũng đã được trên trung ương công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến ngày 11 tháng 3 năm 1977, hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn hợp nhất thành huyện Bảy Núi theo quyết định số 56 trên CP của Hội đồng Chính phủ. Đến ngày 23 tháng 8 năm 1979, Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định 300 CP chia huyện Bảy Núi thành hai huyện, lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên. Như vậy đến nay cũng là thời điểm 40 năm huyện Tri Tôn được tái lập. Tuy lúc đó gặp rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng với những cách làm mang tính đột phá, Tri Tôn là một trong những huyện có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế. Ông Trần Trường Sơn, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn giai đoạn 1982-1991 nhớ lại. Thì nói chung là Tri Tôn thì rất là khổ. Nhưng mà với cái tầm nhìn của mình thì cũng cố gắng để rồi phát triển xây dựng huyện, nào là phát triển đường xá rồi cơ sở vật chất rồi xây dựng là truyền đường điện rồi nhà văn hóa rồi xây dựng bệnh viện. Nói chung tất cả những cái này là tự lực của địa phương hết. Lúc bây giờ thì ngân sách độc lập, cho nên từ đó mình vay mượn, giờ mình làm là thế nào làm ăn ra tiền để rồi mình kinh doanh ra tiền để vừa trả lương cho anh em. Hồi đó lương của huyện đội công an, cả du kích rồi các xã là huyện phải trả hết, trả theo chế độ nhà nước. Còn dự toán thì đã theo kế hoạch ở trên chỉ đạo, nhưng mà ngược lại đó là vừa làm nghĩa vụ thế mà vừa là mình là sử dụng tại chỗ mà chi phí tại chỗ về lương bổng chế độ. Thiếu thì mình xin ở trên về trợ cấp, nhưng mà quan trọng nhất là phải nói rằng cái xây dựng là mình tự lực. Nhưng mà thứ nhất là thời kỳ đổ Tri Tôn này lúc bấy giờ đó thì nói chung là so 500 huyện thì phải Tri Tôn đứng đầu thôi. Tôi là được là chính phủ lúc bấy giờ thủ tướng chính phủ là Phạm Văn Đồng, rồi là tổng bí thư là đồng chí Lê Dẫn mời ra Hà Nội hội nghị ngoại là báo cáo điển hình Tri Tôn đứng đầu, còn An Giang thì tất nhiên đứng đầu rồi. Một trong những thành tựu nổi bật của huyện Tri Tôn đó là đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, khơi dậy tiềm năng đất đai. Do Tri Tôn nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên có diện tích nông nghiệp lớn, nhưng trước kia do không có hệ thống kênh mương nên phần lớn đất đai là hoang hóa. Những năm sau giải phóng, được sự quan tâm của nhà nước, của tỉnh, hàng loạt hệ thống kênh thoát lũ ra biển Tây đã được hình thành, mà trọng tâm là con kênh T5, nay là kênh Võ Văn Kiệt. Nhờ đó mà đồng ruộng được phì nhiêu, canh tác lúa từ một vụ lên 2-3 vụ mỗi năm. Tôi ở đây cách đây khoảng 40 năm. Dùng đất này tại nơi mình đứng là một vùng đất hoang hóa, phèn nặng, không sản xuất được, hoặc là sản xuất lồi lõm, một số diện tích sản xuất lồi lõm là một vụ. Đến hôm nay thì rõ ràng các là nó đã chuyển hóa được từ cái đất hoang hóa khoèn nặng không sản xuất được toàn năng rác, bây giờ đó là thành đất ba vụ. Thì từ nhờ con kinh T5 này đã đưa được rửa phèn, đưa nước ngọt để rồi sản nâng cao cái hiệu quả của sản xuất, đưa cái sản xuất ngày càng phát triển. Hiện nay tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm vươn lên, sự đoàn kết một lòng từ đảng bộ, chính quyền và người dân cùng với những chính sách giải pháp phù hợp, đó là những tiền đề quan trọng để Tri Tôn gặt hái được những thành công trong thời gian tới. Cuộc sống người dân sẽ ngày càng được nâng cao.